Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong cái kênh của em thì em đã trình bày rất là nhiều cái dòng touring phanh V, bánh 700, nói chung là vô vàn rồi. Và trong ngày hôm nay thì em lại về tiếp tục một chiếc touring của hiệu Merida, cấu hình khá là tốt trong tầm giá. Và em thấy là con này cũng khá là ok trong cái tầm giá và cái cấu hình touring của cái dòng xe Merida này. Thì nói thật ra thì theo cá nhân em thì không còn một cái cấu hình nào nó tốt hơn, cao hơn cái dòng touring Merida này đâu. Nếu mà nó cao hơn thì cái giá tiền nó sẽ là tầm khoảng 8-9 triệu, còn nếu với cái giá tiền khoảng hơn 5 triệu rưỡi như cái chiếc này thì đây là một chiếc xe hợp lý nhất, ngon bổ rẻ nhất trong giá tiền. Và bây giờ cái cấu tạo chi tiết của chiếc xe này như nào, mời các bác đón xem. Và em sẽ đánh giá chi tiết cái chiếc xe này. Như các bác đã nhìn thấy đây thì tổng thành của chiếc xe đạp Touring Merida Discover 550. Khung xe này thì có size rất là nhỏ. Rất là nhỏ thôi. Tổng thành của chiếc xe Merida Discover 550. Chúng ta cùng đi đến cấu tạo chi tiết của chiếc xe này. Thì đầu tiên là yên này, các bác có thể nhìn thấy cũng là yên nguyên bản luôn, có chữ Merida. Chẳng qua là nó người ta đã dùng qua một thời gian rồi nên nó không có cái chữ Merida thôi. Chỉ còn cái chữ Da cuối cùng thôi. Cọc yên cũng là nguyên bản của chính hãng. Yên còn khá là đẹp. Về phần nhôm, về phần cấu tạo khung của chiếc xe thì là khung nhôm toàn bộ. Khung nhôm toàn bộ và size của chiếc xe là size 17 inch. Thì nhiều bác thì quen một tính bằng cm thì các bác cứ lấy 17 inch nhân với 2,5 cm thì nó ra vào tầm khoảng 2,5 là 32 nhân và 34 rồi, 34 với 8 nữa là khoảng 42, size là khoảng 43 cm. Đấy, chung đây là gọi là cỡ touring, cỡ trung bình, phù hợp cho các bác có chiều, các bác có chiều cao đạp từ 1m62, 1m60 cho đến 1m72 là hợp lý, 1m6 cho đến 1m72 là hợp lý. Về cấu hình của chiếc xe này thì đó là cái đùi đĩa 3 tầng hiệu SR Suntour. Đây là một cái hiệu đùi đĩa rất là bền bỉ và được sử dụng trong nhiều cái xe đạp chính hãng của hãng Giant hay là của hãng Merida. Gạt đĩa của chúng ta là gạt đĩa Shimano. Shimano thì như các bác biết là một cái công ty sản xuất bộ chuyển động xe đạp của Nhật và cũng thường sản xuất cả cái phụ kiện câu cá nữa. Cùi đề của chiếc xe là cùi đề Shimano 2300, thì nó không đề chữ 2300 ở trên này. Các bác có thể lên mạng tìm gõ chữ Shimano cách 2300, nó sẽ ra cái cùi đề này. Thì đây là cái cùi đề gọi là cấu hình tốt khá trong cái dòng xe đạp đua và xe đạp touring của họ nhà bộ chuyển động Shimano. Tiếp theo chúng ta có líp 8 tầng. Líp 8 tầng đùi đĩa 3 tầng. Cho chúng ta có tổng là 24 tốc độ khác nhau. Vành của chiếc xe touring này là vành 700C. Và như các bác đang nhìn thấy thì cái tốc độ quay của chiếc xe đạp này rất là có trớn và đà quay rất là nhẹ nhàng. Tại sao cái gì mà giúp cho chiếc xe này quay nhẹ nhàng như vậy? Thì đây, các bác có thể nhìn thấy đó là xe được trang bị một đôi Meyer Shimano. Meyer Shimano chính hãng của Shimano Nhật. Cho nên là cái Meyer này nó sẽ giúp cho chiếc xe rất là bon, như các bác có thể nhìn thấy. Và Meyer hiện đang trong cái tình trạng rất là tốt, rất là bon luôn, không cần quay mạnh, chỉ cần quay nhẹ này là đã thể hiện cái độ bon rồi. Về cái cấu hình cơ bản của dòng touring thì là trang bị phanh V như các cái xe khác, em đã làm rất nhiều cái clip ở trong kênh của em rồi. Về phần càng của chiếc xe này là càng nhôm, như các bạn nhìn thấy mối hàn to như ở khung luôn. Còn nếu như là càng sắt ấy thì cái này mối hàn này nó sẽ nhỏ, nó nhỏ chỉ bằng một nửa
cái mối hàn của nhôm này thôi thì nó sẽ là càng càng sắt. Còn đây cái chiếc Merida Discover 5510 này là càng nhôm. Và đằng trước của chúng ta cũng trang bị một cái Meyer Shimano là cả đôi cả cặp luôn, đằng trước giống đằng sau. Lốp của chúng ta là lốp 700C phanh V. Trên tay cầm của chúng ta là đôi tay bấm xả hiệu Shimano. Đằng bên tay phải là 8 tầng cho chuyển níp và bên tay trái là 3 tầng cho chuyển đĩa. Tay lái có vị trí có hình dáng là tay bằng, hơi cong một chút về phía người dùng, giúp cho cái tư thế cầm của người đạp rất là thoải mái. Nước sơn của em đánh giá thì nước sơn này đẹp khoảng 80%. Có một vài vết xước răm nhưng tổng thể không có vết xước lớn. Và tổng thể xe là màu trắng. Xe này về thì từ bên bãi về thì em còn chưa đánh rửa, chưa đánh Scala luôn, hãn nguyên xi luôn. Rất là sạch sẽ. Chỉ có một vài vết xước răm thôi, không có một vết xước lớn nào cả. Hiệu Merida. Model là Discover 5510. Càng nhôm. Cấu hình là 3 đĩa 8 líp đồ Meyer Shimano. Cùi đề 2300 xe đua. Rất bon. Đây tổng thành của chiếc xe. Vâng, và em đã đánh giá xong các chi tiết xe đạp này và giá bán là em đã công khai để ở dưới cái phần mô tả cái phần tiêu đề của video này. Và các bác có thể quan tâm đến chiếc xe đạp và nếu muốn sở hữu chiếc xe thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Em là Kiên. Các bác có thể nhắn Zalo chứ cũng không cần gọi điện, bởi vì gọi điện thì vẫn phải xác nhận nói chuyện hay là hình ảnh hay là video qua Zalo, thì bây giờ Zalo là một cái phương tiện liên hệ rất là hữu hiệu để mà tư vấn cho các bác một cách cụ thể nhất. Chứ các bác có thể nhắn Zalo luôn, và đôi lúc em đi đường thì em không thể nghe máy được thì các bác cứ nhắn Zalo rồi em sẽ về em trả lời sau. Zalo của em là 0975 709 943 và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất là nhiều các cái xe đạp khác, thì nếu mà các bác quan tâm đến các cái xe đạp khác thì các bác hãy lên Facebook và YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn với em, tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký màu đỏ và cộng với ấn chiếc chuông để các bác là những người đầu tiên được xem clip khi mà em có xe mới em post lên trên đó. Ngoài ra em còn bán một số các cái mặt hàng đồng hồ cũ đeo tay, thì các bác có thể quan tâm đến đồng hồ cũ đeo tay hay là tranh thư pháp cổ, giả cổ, thì các bác có thể lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ. Và những cái xe này ấy, thì trong cái giá bán ở trên tiêu đề ấy, thì em đã bao gồm là bao ship toàn quốc và tặng kèm bảo hành 1 năm về phần phụ tùng và tặng kèm các cái đồ đạc như sau. Và khi các bác ở tỉnh xa thì em sẽ tiến hành là đóng gói xe vào trong hộp cắt tông và chuyển theo đường bưu điện để gửi đến nhà các bác rồi thu lốt tiền, hoặc các bác có thể chuyển tiền hết tùy các bác lựa chọn. Và đây là những cái phụ kiện mà khi các bác mua xe của em thì đều sẽ được em tặng, tùy theo những cái xe có thể lắp được hay không. Đó là túi đồ, chắn bùn, rồi khóa dây, rồi chuông, rồi đèn nháy, tóm lại là giá bình nước. Đấy, các bác có thể là được tặng khi mà mua xe ở bên em là được tặng những cái phụ kiện cơ bản để mà sử dụng xe một cái cách dễ dàng hơn. Và tất cả là được miễn phí, free ship. Trong giá bán nữa là bao gồm free ship. Và các bác ở tỉnh xa là em sẽ tháo bánh trước ra và em sẽ có một cái bộ tun để cho các bác có thể tự lắp được chiếc xe tại nhà mà bánh trước thôi, rất là dễ dàng. Và em có clip hướng dẫn đầy đủ nếu mà các bác chưa biết lắp. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.